Anh luyện ngang năm để tách cái ngón đó ha. Rồi trong giáo trình cũng có nè, nghe là ngón nốt ngang cao để mình tách, mình làm cho điều khiển mấy cái ngón tay của mình cho nó quen. Rồi trên ba cái dây bass trước, rồi ngang năm đánh vô nè, là là si si đô một ba đô bốn ha. re mi fa Tốt sol tốt, ok. Như vậy mỗi ngày mình đều luyện như vậy để tách ngón ra, bây giờ mình đánh lại nè, đánh như vậy khoảng 5 lần. À, 1 3 4 nè. la Là si đúng đô rồi. re mi fa sol Đó, anh la thấy không, cái ngón tay anh tách ra rất là đẹp phải không? Đó, cái bài này rất hay. Sau khi mà ba dây trên xong rồi, bắt đầu mình tập tiếp nốt ba dây dưới. Nhưng mà bây giờ mình ôn lại 5 lần đi cho nó quen cái ngón nè. Bài tách ngón luôn nha các bạn. La si đô re mi fa sol Rồi nếu mà được thì đi ngược về thử coi, đi ngược về nào nó hơi khó nữa. sol la fa mi Đô re si si la là lá son nha, chứ mà son là lá son, là làm lại thôi, đi ngược nữa. Lá son, la la son sol fa, fa giống như mình đọc tới đọc lùi re do si la vậy. Ok, quá tốt. À, mình để ý vô cái tiếng âm thanh của cái lỗ phát ra nè, lúc nào mình đánh cũng vậy, để ý vô đó. Ồ, tơi tốt, mình cứ làm mỗi mỗi ngày, làm thêm 5 lần. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Có nhiều bạn hỏi về cái kiểu mà chặt dây của cái điệu disco. Disco là có nhịp 2-4, nó đánh nhanh nè, xuống nè, phát mạnh, đã lên nhẹ nè, ba dây nè. Và khi mình chặt vô á, thì mình dùng cái tay mình để vô như nè, mình chặt xuống. Nhưng mà mình đang đánh bằng cái bích, thì lúc mình đánh bằng cái bích á, thì mình sẽ chặt, để cái bích vô luôn như vậy ha. Rất là nhẹ nhàng và cổ tay thả lỏng thôi, là xuống. Đó, chặt vô. Chặt vô lúc cái bích đang để xuống, mình đá nhẹ lên. Xuống lên, chặt lên. Cứ thả lỏng cổ tay ra, mình cứ tập nhịp và thoải mái. Thả lỏng. Em đi lên rừng cây xanh mờ lối, em đi lên núi môi phải cúi đầu, em đi bắt những nhịp đô cho những con đường tổ quốc yêu thương, cho xe thẳng tới chiến trường. Bấm theo dõi ủng hộ kênh cũng như tập đàn với guitar 5 phút. Cảm ơn. Quạt xoắn đuôi hay là bất kỳ một cái kiểu quạt nào, chúng ta đều có phải dịch chân để cho nó quen trước. Trước hết chúng ta phải tập cái điệu disco. Xuống, lên, chập, lên. Và làm cho nó nhuần nhuyễn, thế là chúng ta xoắn đuôi được. Ok. Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng thẳng bay, rộn ràng mê say, những bước chân dồn về đây. Sài Gòn thương, quân tin ta bao năm rồi. Dạo dực và hôm nay mắt vui với hỏi toàn dân thành đồng ước. Let's go. Son đã và khai hoàng tôi hạnh phúc vô biên hàng nơi những lời yêu thương. Theo dõi kênh để chúng ta tập guitar với nhau. Xin cảm ơn. Tự học guitar, bolero tù hay gọi là bolero đường phố đó, thì chúng ta còn có hai yếu tố. Một là đánh bằng bích ha, thì lúc đó chúng ta tập cho nó quen và nó đều tiếng. Thứ hai là chúng ta đánh nó nhanh hơn bolero bình thường chút xíu, chứ không phải là quá nhanh nha. Ok, chúng ta làm cho nó đều tiếng, đều nhịp cái đó. Bass 3 2 1. Cây đô đổ tôi trồng từ khi em vẫn chưa trồng, nay đô đổ ra bông thì em đi lấy chồng xa. Giờ nhớ cuộc tình lẻ loi, niềm tin dấu kín trong tim, thương nhau nói không nên lời, anh cố cười nhìn em bước đi. Bấm theo dõi kênh, ủng hộ kênh cũng như là chúng ta tập với guitar 5 phút mỗi ngày. Xin cảm ơn. Điệu bolero, giọng AM carbon 3, thông thả và chúng ta tập chậm nè. Bát 3 2 1. Cùng tập nha, lấy đèn lại tập. Khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngả nghiêng, men rượu say mềm,
thơ đi hoang, nghìn đêm trốn ngủ. Phận ba tối đời hoang phế sau lưng. Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi, đôi riêng đây rồi. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Anh em mà đánh giỏi rồi, đánh hay rồi thì tự học được nha. Vô là ví dụ nhìn lá me bay là chúng ta vô ngay chữ bay nè. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen bát bào hài, tình trên tông bát bào hài. Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót say. Và đối với bài này cũng vậy, chúng ta thấy là chuyển hợp âm rất nhanh nên là áp dụng cái điệu này rất là phù hợp. Bát ba một hai ba, cứ như vậy chúng ta tập mỗi ngày ha, vui vẻ đi, mỗi ngày đều tập, sống là phải vui nha. Chúc anh em tập thoải mái, vui vẻ và thành công. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Các bạn không cần phải bỏ ra nhiều tiền để mua một bộ dây có lớp phớt pho nữa. Ngày hôm nay thì Alice chính hãng đã có cái bộ dây có lớp phớt pho để giúp chúng ta êm tay bấm lên lướt hơn. Đây, lớp phớt pho này ha. Đó, chính hãng là size SL, size 11 dành cho dây sắt. Đây là dây 466. Thì á, khi mà chúng ta xài dây xịn hay là dây thường thì cứ khoảng thời gian để cái dây nó chết đi cũng chỉ khoảng 5-6 tháng thôi. Nên thay bộ dây Alice này nó sẽ tiết kiệm cho anh chị các bạn, tiết kiệm rất nhiều luôn, thực sự. Và có rất là nhiều anh em đã sở hữu bộ dây này. Ok, và mua 2 bộ thì được miễn phí vận chuyển, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ được tặng kèm thêm là một cái hộp bích và 2 cái bích đó. Rồi tặng thêm cái tay quay nữa, tay quay này để tháo cái chốt dây nữa nè. Rồi tặng thêm cái giáo trình nữa cho anh em tham khảo thêm để em tập đàn nó tốt hơn. Nó không cần phải tốn quá nhiều tiền. Đăng ký kênh để nhận được những ưu đãi.